Xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 1 tháng 9 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Chính quan nâng đỡ giúp người theo đuổi con đường công danh dễ dàng đạt được mục tiêu đã đặt ra từ sớm. Tinh thần trách nhiệm cao còn mang lại cho con giáp này sự tin cậy từ những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm, khó lòng ấm êm, thổ khắc thủy cho thấy dấu hiệu có những điểm bất đồng cần quan tâm trong mối quan hệ giữa các cặp đôi. Bất đồng quan điểm sống cũng là một trong những nguyên nhân khiến hai người xa cách tài chỉnh, vận trình tài lộc rực rỡ, nguồn thu nhập tăng cao mang lại cho những người tuổi này cuộc sống thoải mái, bớt lo nghĩ. Cẩn trọng, tránh chủ quan, bảo thủ, gây ra sai lầm, đáng tiếc. Tuổi giáp tí, thường xuyên nóng nảy và cảo cảnh, không theo lời khuyên của một ai. Tuổi bỉnh tỷ tiền bạc hào hụt vì sự chủ quan và cổ chấp. Tuổi mậu tỷ dễ mắc bậy của kẻ tiểu nhân. Tội canh tí, công việc phát triển nhiều rắc rối. Tội nhầm tí, dành thời gian cho nửa kia nhiều hơn. Con số may mắn, số 8, số 51, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. hai Tử vi hàng ngày của tuổi sủ công việc Vận trình công việc của người tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra không như mong đợi, thương quan gây khó dậy khiến người tuổi sửu có thành công trong khoảng thời gian này. Bản mệnh được khuyên làm việc thận trọng dù đang hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào để tránh sai sót không đáng kể xảy ra. Tình cảm vận trình tình cảm từ sáng rực rỡ người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương nhờ vào sự chân thành, hạnh phúc nhanh chóng mỉm cười đem tới cho bản mệnh cuộc sống ý nghĩa và vẹn tròn. Tài chính, vận trình ta lọc kiểm sắc nếu không sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì e rằng sẽ rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính. Cẩn trọng, tránh ngữ suy nghĩ cổ chấp cổ hủ trong lòng mà hãy mở lòng suy nghĩ thoáng hơn. Tội ất sủ, dễ cảm thấy căng thẳng, áp lực khi đối diện với công việc. Tội đinh sủ, dễ bị kích động và hành xử nóng vội tội kẻ xấu cần nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định tội tân sửu tiền bạc không cánh mà bay vì tiêu xài hoang phí tội quỷ sửu hạn chế mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp con số may mắn số 26 số 11 màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi hợi ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc Vận trình công việc của những chú hộ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Người tuổi dân làm việc trong môi trường tập thể nhưng lại không được lòng người khác vì bản tính kiêu ngạo, lại thêm cổ chấp và không muốn nghe theo lời khuyên từ bất cứ ai khiến việc hợp tác thêm phần khó khăn. Tình cảm Vận trình tình cảm có điềm rạn nứt, mộc khắc thổ khuyên những người tuổi này nên sắp xếp cân đối tốt mọi việc để có thêm thời gian dành cho gia đình tình cảm lạnh nhạt nếu không được cứu vãn kịp thời dễ sinh ra rắc rối nghiêm trọng tài chính vận trình ta lộc có điểm sáng nếu có việc cần xuất hành thì nên lựa chọn hướng đông để gặp tài thần cẩn trọng tránh làm việc tùy tiện cảm tính để hạn chế rắc rối có thể xảy đến tuổi giáp dân nhận được sự đánh giá cao của cấp trên tuổi bính dân công việc liên tiếp gặp khó khăn, trở ngại. Tuổi màu dân, hãy cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến. Tuổi canh dân, công việc căng thẳng đến đâu, cũng không nên trúc giận vào người khác. Tuổi nhâm dân, tình cảm gánh chịu buồn phiền cay đắng. Con số may mắn số 24, số 9, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đan xen, Nhị hợp xuất hiện cho biết con giáp này trọng sĩ diện, có thể đánh mất cơ hội phi phúc kiêu căng ngạo mạn. Bù lại, cách cư xử khéo léo, khôn ngoan, giúp viện mở rộng mối quan hệ làm ăn, gặp nhiều may mắn. Tình cảm Vận trình tình cảm tồn tại bất đồng, một khắc thổ cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này và các thành viên khác trong nhà tồn tại khá nhiều vấn đề rắc rối. Cả hai phía nên đặt mình vào vị trí của người kia để có sự thấu hiểu nhất định. Tài chính, vận trình tài lộc biến động. Việc cần đổi tốt chi tiêu có thể khiến tài vận của con giáp này lên xuống thất thường. Cẩn trọng, nên đầu tư và phát triển thêm các mối quan hệ xã giao. Tuổi, ất mẫu, công việc tiến triển thuận lợi tuổi đinh mão đánh giá khả năng của mình chính xác hơn tuổi kỷ mão nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh tuổi tân mão cố gắng nắm bắt các cơ hội phát triển năng lực tuổi quỷ mão nên chú ý hơn tới các vấn đề tiền bạc con số may mắn số 1, số 5, màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mùi năm tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn vất vả. Tác động của cục diện tương xung cho biết nếu con giáp này còn giữ sự nóng nảy, ngang bướng thì sẽ tạo ra ác cảm với những người xung quanh. Trái lại, người tuổi thân được đánh giá cao ở sự kiên trì và nhẫn nại. Tình cảm Vận trình tình cảm ngọt ngào đủ sắc, tuổi thân và nửa kia đang trải qua khoảng thời gian ngập tràn tiếng cười. Cả hai có sự đồng đều trong cảm xúc, lẫn suy nghĩ nên ít khi phải tranh cãi điều gì. Tài chính, vận trình tà lọc kiểm soát, con giáp này cần học cách tiết kiệm, phung vẹn chi tiêu để có thể say sợ tốt trong thời gian này. Cẩn trọng, nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe trong ngày thổ vượng, đặc biệt là các vấn đề về đường ruột. Tuổi giáp thinh, dễ phải nhận sự ganh ghét, nghi ngờ của người khác tội vĩnh thân không nên hành xử một cách thiểu lý trí tội mậu thân thời gian dành cho gia đình còn hạn chế tội canh thân tình cảm gia đình đang có dấu hiệu rạn nứt tội nhâm thân nên cho mọi người cơ hội tiếp cận mình con số may mắn số 64, số 17, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả tỷ kiên gây khó dễ nên nếu không cẩn thận rất dễ vướng vào thị phi tranh chấp hay xích mích con giáp này được khuyên nên cố gắng giữ vững lập trường để có thể xử lý tốt các vấn đề phát sinh bất ngờ tình cảm vận trình tình cảm ngọt ngào vui vẻ hỏa sinh thổ cho biết với sự quan tâm tình cảm của con giáp này thì không khí gia đình lúc nào cũng đầm ấm. Các cặp đôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và luôn trân trọng những phút giây ở bên cạnh nhau. Tài chính Vận trình tài lộc bấp bên, con giáp này nên học cách chi tiêu phù hợp hơn, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn. Cẩn trọng, khó mở lòng và hòa nhập với mọi người xung quanh. Tội, ất tỵ mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp và thấu hiểu. Tội đinh tỵ cố gắng nắm bắt các cơ hội tình cảm trước mắt. Tội kỹ tỵ không nên nhốt mình trong thế giới riêng. Tội tân tỵ tài lọc kiểm soát nên chi tiêu tiết kiệm. Tội quỷ tỵ hãy cố gắng hơn công lao của bạn sẽ được ghi nhận. Con số may mắn số 38, số 12, màu sắc may mắn màu tím, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi thân. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Tam hợp giúp sức tiếp thêm nguồn động lực cũng như năng lượng dồi dào cho người tuổi này. Với sự nhanh nhạy, quyết đoán, bản mệnh sẽ nắm bắt được những cơ hội quý giá trong quá trình làm việc. Tình cảm, vận trình tình cảm, ấm áp, hòa hợp, hỏa sinh thổ, giúp mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có sự gắn kết chặt chẽ. Cảm xúc giữa các cặp đôi yêu nhau luôn mới mẻ và nồng nhiệt nhờ sự phung đắp liên tục. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào dò nhờ sự nhạy bén, thảo phát mà con giáp này không bỏ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Cẩn trọng nên cân nhắc và suy tính kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Tuổi giáp ngọ tìm được những mối đầu tư hứa hẹn tuổi bính ngọ liên tục gặp rắc rối trong lúc làm việc tuổi mậu ngọ mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa tuổi canh ngọ tài chính hao hụt do chưa cần đổi tốt tuổi nhâm ngọ gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn con số may mắn số 24 số 35 màu sắc may mắn màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dân 8 tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi như mơ tinh thần chủ động hằng hải giúp con giáp này có thể bước đi một bước trước đối với những người đồng nghiệp của mình tuy nhiên một vài rắc rối phát sinh bất ngờ dễ khiến con giáp này rơi vào tình trạng hỗn loạn tình cảm Vận trình tình cảm có chút bất hoa, người tuổi mùi cứng nhắc và không muốn bàn bạc thống nhất quan điểm với nửa kia. Đó cũng là nguyên nhân khiến tình cảm lửa đôi gặp nhiều mâu thuẫn và khó hòa hợp. Tài chính, vận trình tài lộc tư sản, thu nhập có chiều hưởng tăng, mang tới cho con giáp này cuộc sống sung túc, thoải mái. Cẩn trọng, gặp khó khăn, rắc rối do thương quan tác động, nhất là những ai đang thi cử. Tội, ất môi, có trí tiến thủ, không sợ khó khăn, thử thách. Tội đinh môi, dễ dàng đánh mất cơ hội tốt trong tình yêu. Tội kỷ môi, không nên tự coi mình là nhất. Tuổi tân môi, nên giữ tỉnh tảo sản xuất trong mọi tình huống. Tội quỷ môi, cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra. Con số may mắn số 83, số 19, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mão chỉnh tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi hết ý người tuổi thân đánh giá được tình hình cũng như định vị được năng lực của bản thân bản mệnh biết người biết ta ra quyết định sản xuất nên hiếm khi nào gặp phải những trở ngại khó giải quyết tình cảm vận trình tình cảm hài hòa đẹp đẽ thổ sinh kim giúp cho người tuổi thân và người bạn đời của mình có sự đồng điệu rõ rệt trong suy nghĩ. Đừng quên hâm nóng tình cảm thường xuyên để hạnh phúc gia đình thêm bền chặt. Tài chính Vận trình tài lộc dồi dào, thiên tài nâng đỡ mang tới nhiều tin vui liên quan đến lĩnh vực tài chính. Cẩn trọng, tránh thụ thuộc quá mức vào dựa dẫm vào vận may. Tội giáp thân, thu hút ánh mắt của người khác phải. Tội Bính thân, không nên chủ quan mà tạo sơ hở cho kẻ xấu. Tuổi mậu thân, không nên buông thả theo cảm xúc. Tuổi canh thân, gặp khó khăn trong công việc thường xuyên căng thẳng. Tuổi nhâm thân, trở nên nghĩ tới việc bỏ cuộc buông xuôi. Con số may mắn số 25, số 76, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng khởi sắc. Các kế hoạch dần đi vào quỹ đạo ổn định và bắt đầu thu hái những thành tựu rực rỡ. Còn giáp này cần phải tự tin, vững vàng cũng như chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội phát triển bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm thấu hiểu lẫn nhau, thổ sinh kim giúp cho những chú ga lúc nào cũng cảm thấy tự hào về gia đình, về tình yêu hiện tại. Nhờ sự chia sẻ thường xuyên mà các thành viên trong nhà lúc nào cũng có sự thấu hiểu nhất định. Tài chính Vận trình tài lộc không tài, bản mệnh có thể an tâm gạt bỏ nỗi lo tài chính mà không cần phải lo lắng như trước. Cẩn trọng, cần quan tâm tới các vấn đề về sức khỏe thường xuyên. Tội, ất dậu, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tội, Đinh dậu, cần mạnh dạn thực hiện các mục tiêu đã đặt ra. Tội, Kỷ dậu, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tuổi, tăng dậu, tìm cách đầu tư, phát triển sự nghiệp, hợp thời điểm. Tuổi, quỷ dậu, hãy nhân cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình. Con số may mắn số 81, số 9, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt, công việc, Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hành thông. Tử vi ngày hôm nay cho biết đây là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng hay đầu tư kinh doanh. May mắn ghé thăm giúp bản mệnh có thể màu chóng đạt được những mong muốn và mục tiêu của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm tươi đẹp, hài hoa. Tuổi tuốt độc thân, có sự tinh tế, lãng mạn nên không khó để tìm được một nửa yêu thương hạnh phúc nhanh chóng mỉm cười với những người tự tin đi tìm tình yêu cho mình. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, thực thần che chở mang tới cho con giáp này khá nhiều vận may liên quan đến lĩnh vực tài chính. Cẩn trọng, hạn chế thức khuya và bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể. Tuổi giáp tuất nên chú ý hơn tới các vấn đề sức khỏe và sự an toàn. Tuổi bính tuất nên tự tin hơn vào khả năng của mình. Tuổi mậu tuất khó khăn liên tục xuất hiện dễ khiến bản mệnh cảm thấy hoang mang. Tuổi canh tuất đừng phức tạp hóa vấn đề. Tuổi nhâm tuất không nên lo lắng khi gặp khó khăn. Con số may mắn số 3, số 41, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra rắc rối đủ đường, Tác động của Thiên Quang cho biết con giáp này có thể sẽ đối đầu trực tiếp với chính quyền. Nếu không giữ được lập trường cho bản thân thì sớm muộn cũng lầm đường lạc lối. Tình cảm Vận trình tình cảm gây ra tổn thương. Sự nóng giận, bực tức vô cỡ của con giáp này dễ khiến đối phương cảm thấy tổn thương nặng nề. Bản mệnh cần học cách đặt mình vào vị trí của nửa kia để không có những cuộc tranh cãi gây rắc xảy ra tài chính vận trình ta lọc khá tệ còn giáp này chưa xây dựng được cách chi tiêu hợp tình hợp lý nên dễ rơi vào tình trạng rỗng túi cẩn trọng tránh bộc lộ cảm xúc tiêu cực nóng nảy vô cớ tội ất hại tiểu nhân quấy phá liên tục gặp khó tội đinh hại không nên thất vọng với thực tại trước mắt tội kỷ hại vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh nên trò chuyện nhiều hơn tội tân hại công việc đang bị cản trở, khó đạt được thành tích tốt. tội quỷ hại xem xét lại các kế hoạch của mình. Con số may mắn số 69, số 47, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi.